Hello, chào mừng ông bà cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Social TV. Tiếp tục, hôm nay cập nhật thêm một số thông tin mới nha mọi người. Như chúng ta đã biết, hôm qua ngày 10 tháng 4 thì tất cả các con gái cũng như bạn bè, đồng nghiệp và đặc biệt là FC Ba Miền của chị Hai đã hội tụ về chùa Pháp Lạc cùng nhau tổ chức một buổi lễ sinh nhật rất là trang trọng, ấm cúng cũng như đầy nhớ thương. Và đặc biệt ở đây các con gái của chị đã hát những bài hát mà lúc sinh thời đã cùng mẹ đi hát và đã được khán thính giả hâm mộ khắp nơi. Giờ đây các con đã tề tụ bên nhau cùng chúc mừng ngày sinh nhật của mẹ, dù bây giờ mẹ không còn nữa. Đã tròn 3 năm mẹ đi xa nhưng các con vẫn nhớ về mẹ, vẫn hát lên những bài hát đã làm nên tên tuổi mẹ. Và đặc biệt mọi người đã cùng ngồi lại với nhau rất là chân tình, cũng như ai nấy đều không có còn buồn bã như xưa, nhưng bây giờ trong tim mọi người sẽ luôn nhớ tới hình bóng của chị Hai. Và đặc biệt trên trang cá nhân của những người bạn, những người đồng nghiệp thân thương của chị luôn có những lời chúc hết sức là tuyệt vời. Chẳng hạn như nhà make up Nhật Bình đã chia sẻ một đoạn clip ngắn trên trang cá nhân của anh ấy: Happy birthday to you. Hình ảnh của chị hiện hữu ở trong clip này đó chính là cái bàn thờ ở tại tỉnh xá Giác An mà chú Nhật Bình đã đến đó thắp hương cũng như quay lại chia sẻ để mọi người cùng xem. Và sáng sớm hôm nay thì ca sĩ Mạnh Quỳnh đã check in bay từ Mỹ về Việt Nam để tiếp tục hành trình chạy show, hai show diễn ở tại Việt Nam. Trên trang cá nhân của mình thì ca sĩ Mạnh Quỳnh chia sẻ như thế này: hẹn gặp khán giả thân thương tại phòng trà không tên Sài Gòn tối thứ bảy tuần này nhé. Với những tình khúc chọn lọc nhiều màu sắc sẽ mang lại cho quý vị những cảm xúc âm nhạc thật nhẹ nhàng, êm ả sau những ngày làm việc vất vả. Việt Nam thẳng tiến, mến Mạnh Quỳnh. Hôm nay sinh nhật bạn già, không bánh, không rượu đỏ, không quà, không hoa. Chúc lòng gửi chốn trời xa, lòng tôi luôn nhớ bạn già của tôi. Happy birthday. Anh Mạnh Quỳnh đã làm 4 câu thơ ngắn nhưng chứa rất là nhiều tình thương mến của mình dành cho người bạn và anh gọi là bạn già. Ngày sinh nhật của bạn già không có bánh, cũng không rượu vang đỏ, không quà, cũng không có hoa. Chỉ có chút lòng của anh gửi tới chốn trời xa mà thôi. Đó chính là chị luôn hiện hữu và anh vẫn luôn nhớ tới chị. Hình ảnh ca sĩ Mạnh Quỳnh check in ở tại sân bay và về Việt Nam để hát hai show cho khán giả, một show ở tại Sài Gòn và một show ở tại Hải Phòng. Và không biết lần về này có phát sinh thêm show nào nữa hay không. Nếu có thì mình sẽ đưa thông tin đến mọi người biết nhé. Thật nhiều fan hâm mộ cũng tỏ vẻ luyến tiếc khi ca sĩ Mạnh Quỳnh không về Việt Nam đúng vào ngày 10 tháng 4, tổ chức sinh nhật của chị ở tại chùa Pháp Lạc. Anh không đến tham dự được, nhưng những câu thơ của anh cũng đã nói lên nỗi lòng của anh dành cho người bạn tri kỷ của mình. Có thật nhiều bình luận của fan hâm mộ để lại dưới bài đăng của ca sĩ Mạnh Quỳnh. 4 câu thơ dành cho bạn già đủ ấm áp và hạnh phúc lắm rồi anh ạ. Chúc mừng tháng sinh nhật của đôi bạn già nha anh, thượng lộ bình an và giữ gìn sức khỏe. Tháng 4 với nhiều cung bậc cảm xúc, kỷ niệm của đôi tri kỷ, chúc anh thượng lộ bình an, luôn vui khỏe, hạnh phúc, ấm áp bên gia đình nhỏ. Nhiều năng lượng mãi tỏa sáng trong lòng khán giả, chúc show diễn tại quê nhà thành công, tốt đẹp. Những fan hâm mộ luôn dành những tình cảm quý mến nồng nàn cho ca sĩ Mạnh Quỳnh. Và mọi người, dù có tiếc là anh không về tham dự sinh nhật của chị ở tại chùa Pháp Lạc được, nhưng mà tấm lòng của anh thì mọi người cũng đã hiểu và đã để lại những bình luận hết sức là dễ thương. Quỳnh ơi đừng gọi Nhung già, Nhung luôn mong ước mặn mà trẻ trung, giờ đây cách trở muôn trùng, hết mong ta lại trùng phùng bên nhau. Thôi đành hẹn lại kiếp sau, bên nhau mãi mãi gửi trao ân tình. Thương Quỳnh về nước lặng nhìn, còn đâu tri kỷ đón mình như xưa. Đây là một cái bài thơ của fan hâm mộ để lại dưới bài đăng của ca sĩ Mạnh Quỳnh. Mình xin trích đọc lại để mọi người cùng nghe. Riêng như thông tin đã đưa thì mọi người đều biết ca sĩ Trixie Phương Trinh hiện đang tại Hà Nội để ra mắt phim Đó Hoa Mong Manh của chị, cũng như là sẽ bay vào thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục ra mắt cho bộ phim này. Chị có chia sẻ trên trang cá nhân của chị như sau: đêm qua tại buổi ra mắt bộ phim Đó Hoa Mong Manh ở Hà Nội, phóng viên đã hỏi chị lấy cảm xúc từ đâu để diễn những cảnh khóc trong phim. Câu trả lời này nằm trong bài báo này: hôm nay là sinh nhật của em bên Việt Nam, tức là 10 tháng 4, chị vẫn còn ở Hà Nội nên không thể về chùa Pháp Lạc để cùng các con
tổ chức sinh nhật cho em, nhưng em lúc nào cũng nằm trong tâm trí và trái tim của chị. Happy birthday em gái. Vậy là mọi người vẫn một lòng nhớ thương chị hai, dù có bận trăm công nghìn việc nhưng mà vẫn gửi lời chúc mừng sinh nhật tới chị hai. Vì chị Trixie Phương Trinh lịch trình khá là bận rộn nên không thể nào về chùa Pháp Lạc để cùng với các con gái của chị tổ chức sinh nhật cho chị hai. Nhưng những lời chúc mừng sinh nhật thật ấm áp luôn được chị thể hiện. Và trong bài báo mà có đề cập làm sao có thể khóc được, thì chắc chắn tình cảm quý giá của hai chị em sẽ là cội nguồn để chị Phương Trinh có thể có được nước mắt. Và đặc biệt trong bộ phim này, thì theo như những lời đồng nghiệp để lại sau khi đã xem bộ phim này thì đã hết sức khen ngợi tài năng diễn xuất của chị Trixie Phương Trinh. Và đặc biệt như trong bài báo chia sẻ thì ở những cảnh khóc, chị Trixie Phương Trinh chỉ cho biết chỉ cần 5-6 giây để lấy cảm xúc. Nghĩ đến việc Phi Nhung mất khi còn quá trẻ, tôi không kìm được xúc động. Vậy là chị đã có được cái cảm xúc và có nước mắt thật sự để diễn cảnh hay trong phim là chính vì nhớ tới chị hai. Riêng người em trai ruột của chị hai cũng đã có chia sẻ cảm ơn sau khi thấy được tình cảm nồng nàn của mọi người ở lại đã dành cho chị trong ngày sinh nhật. Hạnh phúc của cuộc sống không phải ở những gì mình có mà ở những gì mình biết ơn. Chị ngày hôm nay và cả sau này có lẽ là người hạnh phúc nhất trên đời, bởi chị vẫn được sống trong vòng tay yêu thương và tình cảm trân quý của tất cả các cô chú anh chị, các em, các con cháu trên mọi miền đất nước. Các thành viên FC Ba Miền đã tổ chức lễ sinh nhật của chị thật trang trọng, ý nghĩa và rộn rã. Tình cảm của mọi người dành cho chị thật vô cùng quý giá. Em xin được bày tỏ lòng biết ơn và gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả các cô chú anh chị đã yêu thương chị thật nhiều qua những lời chúc, những bài hát, những hoạt động thiện nguyện sẻ chia cùng màu áo xanh của chị, mãi mãi một tình yêu với Phi Nhung. Những lời mà anh Tommy chia sẻ phải nói hết sức là xúc động. Dù chị đi xa như vậy, nhưng mà hễ cứ tới ngày 10 tháng 4 và đặc biệt mọi người dành cho chị trọn cả tháng 4 để thể hiện lòng yêu mến như thế này, không phải một nghệ sĩ hay là một cá nhân nào có thể đạt được những gì mà mọi người yêu mến giống như chị hai, phải không cả nhà? Anh cũng khá xúc động bày tỏ thêm trên trang cá nhân của mình. Chị yêu, lần thứ hai tổ chức sinh nhật cho chị mà em vẫn chưa quen. Sinh nhật gì mà vừa cười vừa khóc. Sinh nhật chỉ có lời chúc thầm từ người chúc mà chẳng nhận được câu cảm ơn hay nghe thấy tiếng cười của người được nhận. Chỉ mỗi ánh mắt nụ cười qua tấm ảnh mà thôi. Chị đừng bên đó lại đang mắng em là lì lợm lắm chuyện đấy nhé. Dù vậy em vẫn vui vì em tin chị luôn ở bên cạnh em mỗi giây mỗi phút. Mình đâu có cách xa đâu chị nhỉ. Khi con tim còn đập, em vẫn còn hơi thở thì trên đời này chị em mình chẳng bao giờ cách xa. Chị của em mãi đẹp, yêu chị rất rất nhiều. Happy birthday chị yêu của em. Anh Tommy cũng đã có một cái bàn thờ để thờ trang trọng chị của mình. Trên đó rất là đầy đủ những cái lễ vật như là hoa hay và có một cái bánh kem nho nhỏ đặc biệt nữa với dòng chữ love, phải nói tình cảm chị em thật là nồng nàn. Và những gì anh chia sẻ cũng nhận được khá nhiều những lời bình luận của fan hâm mộ để lại, luôn yêu quý và trân trọng. Dù chị không còn nữa nhưng mà ngày 10 tháng 4 sẽ trở thành một ngày truyền thống và mọi người dù có bận đến mấy cũng dành cho chị một ngày đặc biệt để cùng nhau gặp gỡ và kết nối yêu thương.